Hi, xin chào quý vị khán giả, chào tất cả mọi người. Con xin mời tất cả ông bà cô chú bác, quý vị khán giả theo cuộc hành trình tìm về bến bờ yêu thương của ngôi nhà của dì Thiết nha tất cả mọi người. Dì năm nay đã 64 tuổi rồi, nhưng dì sống một mình mà thôi. Lúc cha mẹ còn á thì dì sống với cha mẹ, được cha mẹ chăm sóc. Nhưng bây giờ cha mẹ đã đi xa mãi mãi, dì Thiết phải ở một mình, không chồng, không con, trong một ngôi nhà nho nhỏ len lỏi. Đêm về dì cũng rất là buồn và xót xa chạnh lòng, nhưng biết tỏ, biết nói cùng ai đâu. Con đường này nó hơi đắt đỏ đó mọi người, cái màu của đất đỏ nên nước rất là nhiều nè mọi người xem nha. Con đường vào nhà của dì ấy nó hơi gập ghềnh, nhưng mà với tình yêu thương chúng ta sẽ đến với ngôi nhà của dì Thiết nha mọi người. Mọi người xem nha, tại vì khi mà mùa mưa nó mưa xuống á thì đất hơi nó bùn lầy như thế thôi. Nhưng mà mọi người ơi, mọi người đi giúp cờ cho vui nha, đi thì trong lòng rất là vui, mang quà yêu thương đến thì cho tặng dì ấy, mà khi thấy dì ấy vui thì đã vui rồi. Chúng ta cùng nhau đi thôi nào. Rất là vui nha thưa tất cả mọi người. Đó, một con đường trong rơn, một con đường nó hơi có một giờ những cái hố nước nhỏ mà thôi, nhưng không có niềm vui nào là đến với ngôi nhà yêu thương của dì ấy thưa mọi người ạ. Thay vì những gia đình khác có họ được đầm ấm, họ được hạnh phúc hơn, còn đối với dì thì không được. Ôi, cái một vũng nước này, một cái con đường sình này, hy vọng là qua nó sẽ không bị dính nha, không bị dính bánh xe. Thôi, chúng ta sẽ cố lên thôi nào, hy vọng chạy qua thôi nào, chạy qua thôi nào. Nam mô A Di Đà Phật, niệm Phật thôi. Quý vị khán giả ơi, chúng ta cùng nhau niệm Nam mô A Di Đà Phật để qua một cái hố hố này. Nếu mà một tay mà cầm điện thoại, một tay là quay phi quay như vậy là niệm Phật thôi, để qua được cái dũng nước này. Qua thôi nào. Còn một dũng nước này thưa quý vị khán giả, chạy qua thôi nào, chúng ta gần tới nhà của dì ấy rồi. Ôi dì ơi, con mang món quà yêu thương của dì Út và dượng Út tặng cho dì, con sẽ cố gắng nha, qua thôi nào. Đó, cũng hy vọng tình yêu thương của quý vị khán giả khi nhìn về hoàn cảnh khó khăn của dì Thiết cũng sẽ chia sẻ một phần nào đó trong cuộc sống này bằng một tình cảm yêu thương. Đời vô thường chỉ là giả tạm, chúng ta sanh ra lớn lên rồi cũng trở về với cát bụi mà thôi. Chỉ có một tình yêu thương dành cho nhau vô bờ vô bến thì chúng ta sẽ nhận lấy tình thương, phải không mọi người? Mọi người ơi, đã tới nhà của dì rồi. Con mời mọi người, con mời quý vị khán giả, quý ông bà cô chú bác xin vào, hãy vào với ngôi nhà yêu thương của dì ấy nha mọi người. Con yêu mọi người nhiều. Con xin chào quý vị khán giả, chào tất cả mọi người. Hôm nay hội đủ duyên lành thì có mộ hai vợ chồng Mạnh Thường Quân, đó chính là dì Út và dượng Út ở bên Mỹ. Dù xa quê hương Việt Nam nhưng nhìn về quê hương bằng tình cảm yêu thương, đã phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm, gieo hạt giống Bồ đề của Đức Phật A Di Đà. Sau khi con phát đoạn video ngắn lên về hoàn cảnh của dì Thiết, năm nay dì 64 tuổi, có mang cái cục bú ở dưới cổ trong người rất là đau đớn, nhưng dì mỗi ngày cũng phải cố gắng vượt qua nỗi đau này. Thì vợ chồng của dì Út trăm năm vàng đá đã sống với nhau đến tuổi đã cao, nhưng mà cũng phát tâm làm thiện nguyện. Hôm nay có nhờ con đã mang 500 ngàn đến để trao tặng cho dì Thiết trong hoàn cảnh khó khăn này, thì con xin được cầm cái số tiền 500 ngàn của dì Út và dượng Út trao tặng cho dì. Dì đang nằm ở trên giường đó. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con xin trao tặng số tiền của dì Út và dượng Út 500 ngàn cho dì ạ. Tôi cảm ơn anh chị Út đã tặng cho tôi 500 ngàn, tại vì lúc tôi đau bệnh hoạn
kia tôi cảm ơn anh chị rất là nhiều. Trong hoàn cảnh không chồng không con, tôi không làm gì ra tiền mà tôi bệnh hoạn, anh chị tặng cho tôi nhiêu đây, tôi cảm ơn anh chị biết bao nhiêu nói. Dạ. Vì vui không? Về có 500 ngàn. Vui. Dạ. Đó, dì Thiết nằm ở trên giường mỗi ngày đó, không có ăn uống gì được nhiều cả, rất là ốm nhom mà. Nó cái cục bố rất là to bên cổ của dì mang theo. Dì ơi, mỗi buổi tối dì có niệm Phật không? Có. Dạ. Bác có niệm Phật không chứ giờ biết làm gì giờ? Trong một cái ngăn nhà, ngôi nhà nho nhỏ của cha, của mẹ để lại cho dì. Đó, không có chồng, không có con. Mỗi ngày chỉ lon lỏi mà thôi. Mỗi ngày chỉ lon lỏi một mình. Đây là cái bình trà ấm nước của dì. Và đây là một cái nón lá. Cái tủ thì cũng chẳng có truyền hình để coi đâu. Đây là cái tủ, nó cũng bị bể hết rồi. Tủ quần áo của dì á, bể hết rồi. Đây, nó đã đóng bụi rất là nhiều. Mỗi ngày chỉ nằm ở trên giường, mền gói. Hôm nay dì uống thuốc chưa? Chiều chưa uống, sáng mai uống rồi. Đúng rồi, dạ. Bữa nay nó có hành gì nhớ không về? Cũng có chứ, hoài quỷ luôn, suốt luôn. Dạ. Dạ. Dì ơi, con cũng đến nơi đây, dì cùng con niệm Nam Mô A Di Đà Phật để hồi hướng công đức này cho dì Út dưỡng Út nha dì. Và dì cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật cùng con luôn nha. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Dạ, mỗi buổi tối dì nhớ niệm Phật nha. Để đi nào cũng niệm Phật hết đâu. Dạ. Niệm Phật cho Phật gia hộ dì, độ cho dì được khỏe mạnh. Dạ. Dì ơi, hồi nãy con đi á, con thấy con đường vào nhà dì á, nó bị nước dũng sình ngay con đường nó nhiều quá hả dì? Trời ơi, đường khá ở đây lầy lụa dữ lắm. Mà cháu đi vậy, cô cũng rất cảm ơn cháu, nước nâu đồ dữ lắm. Đường lầy đây họ khó đi dữ lắm. Bởi vì lúc mà con vô á, con thấy nước á, trên cái con đường đó nó lầy hết trơn dì ơi, đất đỏ gì á. Đất đỏ, đất sình không mà đường lầy lụa dữ lắm. Ở đây mưa xuống là họ không có đi được gì đâu. Rồi dì có đi không? Mưa xuống rồi dì có đi đường đó không? Không, đi không có được. Đi không được đó hả? Dạ. Con thấy sợ đi á, nó lầy quá, sợ kẹt kẹt dính luôn á dì. Lầy lụa dữ lắm, trời mưa là không đi được luôn. Vậy mà cháu cũng lặn lậu thôi, dì cũng cảm ơn cháu nha không? Dạ, không có gì cảm ơn đâu. Tại vì khi mà dì Út dưỡng Út á, mà nhờ con mang tặng 500 ngàn đến cho dì á, con vui lắm. Tại vì khi mà thấy dì bệnh gì á, dì nhận được tiền, dì mua thuốc, dì uống á, con rất là vui thưa dì ạ. À. Cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn anh Út, chị Út. Dạ. Rồi mấy bữa dài dì có ráng ăn không? Ráng ăn mà ăn không có nổi gì đâu. Ăn không nổi hả? Không nổi hết. Dì gắng ăn vô đi, hôm nay con lợi á, con thấy dì ốm quá à. Ăn không nổi. Rồi tối dì ngủ được không? Ngủ ít lắm. Ngủ ít lắm hả? Khó ngủ không được.
Rồi dì ngủ không được hả? Khó ngủ dữ lắm. Dạ. Cứ lăn bên này lăn kia, lăn này lăn kia, mòn mỏi ngủ chết cũng vậy, cũng lăn không. Dạ. Ngủ không được, khó ngủ. Dạ. Nói gì nằm ở đây trong một căn nhà nho nhỏ thui thủi. Đó. Dì không có chồng, không có con á, dì hồi lúc đó đó còn con gái dì có quen ai không? Không, hồi đó dì bệnh sớm lắm, không quen ai hết luôn. Không quen ai hả? Không. Yeah. Lúc đó mấy tuổi là bị gì? Hồi đó chắc cũng khoảng 18, 19 tuổi gì. Bệnh dữ lắm, rồi cũng đi bác sĩ này, bác sĩ kia sinh mổ mà người ta nói mổ chết, người ta không chịu mổ. Yeah. Bảo vệ về người ta canh kêu uống thuốc hàng hàng năm hàng tháng vậy, uống riết thôi chứ không có, người ta nói mổ là chết, người ta không kêu. Người ta nói gì đi bệnh viện nào người ta cũng nói gì hay gì? Bệnh viện nào người ta cũng nói vậy hết á. Rồi dạ. Rồi bây giờ dì có nấu thuốc nam hay là dì uống không dì? Uống thuốc tây không, thuốc tây uống thuốc bú rồi uống thuốc vậy. Dì không có uống thuốc nam hay gì? Không, không uống thuốc nam, uống thuốc tây không. Dì ơi, con thấy mấy cái bịch đồ đó là dì cột dì bỏ vô thôi hả? Cột bỏ vô, tại giặt không có nổi, cột bỏ vậy. Giặt không nổi. Giặt không nổi bởi vì dì cột bỏ vô đó. Sợ bụi đồ vậy, cột bỏ vậy chứ giặt không nổi. Đó. Trời giông gió. Giờ ở có một mình buồn hiu quạnh dữ lắm. Tối là buồn nhớ cha nhớ mẹ dữ lắm. Người thấy người ta có con cái đồ đông, thấy vậy mình cũng tủi thân mình dữ lắm. Buồn thấy bể lắm. Lúc có cha có mẹ gì ở bên cạnh cha mẹ suốt hay gì? Thì lúc còn cha còn mẹ thì ở suốt. Từ ngày ba mẹ mất rồi ở có một mình thui thủi thôi. Một mình thui thủi bởi vì rất là chạnh lòng. Khi nghe dì tâm sự như vậy, cuộc đời này có cha có mẹ mới là hạnh phúc biết bao. Dạ, con thấy được những giọt nước mắt của dì. Bởi vì dì cố lên nha dì. Dạ. Dì đã rơi từng giọt nước mắt rồi. Dì không kìm được những dòng nước mắt. Đó, dì đã khóc. Nhắc về cha, về mẹ. Bởi vì sống trên đời này là có cha, có mẹ là hạnh phúc biết bao. Nhưng đến giờ này dì không còn cha mẹ nữa, nên dì thiết không cầm được những dòng nước mắt. Nước mắt của dì đã tuôn chảy ra. Nó, con cũng hy vọng là nhận được tình thương yêu của quý vị Mạnh Thường Quân, nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người giúp đỡ cho dì trong hoàn cảnh khó khăn đau bệnh như vậy. Khi mà lớn tuổi không có làm ra được, không có làm được công chuyện gì hết, rồi nằm ở đây đó, rất là chạnh lòng. Dì khóc vì đã chạnh lòng. Bởi vì vậy dì cố lên nha dì. Dạ. Tối gì niệm Phật nha, cho Phật gia hộ gì. Ráng chứ cũng ráng cầu trời niệm Phật luôn chứ. Con cũng đến đây trao cái số tiền yêu thương của dì Út và dượng Út ở bên Mỹ trao cho dì Thiết rồi. Con cũng cảm ơn dì Út và dượng Út rất là nhiều.
Chúc cho vợ chồng của dì Út và Dượng Út sở nguyện tỳ tâm, sở cầu như ý, đời đời được sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Chúc cho vợ chồng của dì nhiều sức khỏe, luôn được bình an để dì Dượng có thể giúp được những mảnh đời khó khăn, mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống này, chia sẻ một phần nào đó tình yêu thương vô bờ vô bến trong kiếp vô thường này. Bao nhiêu lời nói là bấy nhiêu ân tình của con muốn chia sẻ và gửi đến tất cả mọi người. Nha, con chúc tất cả quý khán giả, tất cả mọi người lúc nào cũng thân tâm thường an lạc, sức khỏe vô biên, hạnh phúc bên gia đình, hạnh phúc bên những người mà mình yêu thương. Con cũng xin được chào tất cả mọi người ạ. À, dì ơi, con chào dì, con về nha. Dì cũng cảm ơn con về. Dạ. Rồi, con về. Nếu như mà có duyên á, được các nhà hảo tâm, quý vị mạnh thường quân có thương dì, trao quà yêu thương thì con sẽ ghé qua thăm dì nữa nha dì. Ừ, cảm ơn con nha. Dạ, rồi. Rồi, con xin chào mọi người ạ. À. Rồi, con chào dì ạ. À.